Laptop văn phòng nhưng trang bị chip H6x12 luồng, một con chip mà thường được trang bị trên gaming hoặc là đồ họa. Cấu hình cũng khá là cao, đủ để chúng ta xử lý tất cả các tác vụ văn phòng cho đến những cái đồ họa cơ bản. Vậy thì chiếc laptop này là chiếc laptop gì? Chúng ta hãy cùng xem chi tiết video nhé. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ của Laptop TC. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc Dell Latitude 5401. Một chiếc laptop cực kỳ mạnh mẽ và khỏe khoắn khi mà nó sở hữu cái cấu hình khá là cao. Ví dụ như là chip H9300H với Core i5 và 9750H với Core i7 đều là sở hữu RAM 8 ổ cứng SSD256, màn hình 14 inch Full HD. Với cái cấu hình như vậy thì chúng ta sử dụng rất là thoải mái rồi. Vậy thì thiết kế của nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thiết kế và hiệu năng của nó nhé. Thì như các bạn đã thấy, thiết kế thì giống với phiên bản trước, đó chính là Dell Latitude 5400, nhưng nặng hơn một chút vì bộ vi xử lý của nó sẽ mạnh hơn. Vẫn giữ nguyên thiết kế khi kết hợp sợi carbon giúp cho máy cứng cáp và nhẹ nhàng hơn. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có trục bản lề gập mở được 180 độ. Tuy nhiên, bản lề này thì cũng khá là chắc chắn mà chúng ta sẽ không thể mở máy ra được bằng một tay. Xung quanh máy thì cho chúng ta rất nhiều cổng kết nối. Ví dụ như ở phía bên trái thì chúng ta sẽ có một cổng sạc tròn. Bạn sẽ tìm thấy một phích cắm sạc độc quyền cũng như cổng USB Type-C Thunderbolt 3 hỗ trợ sạc nhanh. Cùng với đó là một cổng USB Type-A 3.1 Gen 1 và một đầu độc thẻ. Còn phía bên phải thì chúng ta sẽ thấy đó là một khe khóa Kensington, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI và hai cổng USB Type-A. Cùng với đó là jack cắm tai nghe và khe cắm thẻ microSD. Mở máy ra thì bên trong chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là màn hình, và phía trên của màn hình thì chúng ta sẽ có một camera. Camera thì có nút tắt bật vật lý để chúng ta chống đánh cắp dữ liệu bằng nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, chiếc máy trên tay mình đây thì lại không được tích hợp Face ID. Bàn phím của Dell Latitude 5401 khoảng cách phím thì đều nhau, có tích hợp thêm cả đèn LED phím giúp chúng ta làm việc thêm vào ban đêm hoặc là khu vực thiếu ánh sáng. Ngoài ra vẫn là thiết kế điển hình của một chiếc laptop Latitude, vẫn có checkboard ở giữa. Touchpad thì chỉ đủ để cho chúng ta có không gian làm việc với cử chỉ 2 ngón, 3 ngón và vẫn đầy đủ với 2 chuột trên và 2 chuột dưới. Mặt dưới của máy thì chúng ta sẽ thấy là hệ thống tản nhiệt được thiết kế không có gì đặc biệt. Nhiều hốc tản nhiệt để đẩy khí nóng ra bên cạnh sườn. Mở máy ra với khả năng nâng cấp thì các bạn có thể thấy là ống đồng rất là lớn với duy nhất một quạt tản nhiệt. Đối với khe cắm RAM thì chúng ta sẽ có 2 khe cắm RAM và chúng ta sẽ nâng cấp được lên là 32GB với RAM DDR4. Ổ cứng thì cũng sẽ có 2 vị trí để nâng cấp ổ cứng. Tuy nhiên, với ổ cứng 2.5 thì chúng ta sẽ phải tốn không gian của pin. Pin thì chúng ta đang sử dụng quả pin 68Wh. Với quả pin này thì chúng ta sử dụng rất là thoải mái cho một ngày làm việc. Đó là về thiết kế và khả năng nâng cấp. Còn về hiệu năng thì chúng ta sẽ xét đầu tiên đó chính là màn hình. Với màn hình của Dell Latitude 5401 sở hữu màn hình Full HD IPS thì cho cái độ tương phản rất là tốt, góc nhìn thoải mái. Tuy nhiên, độ phủ màu của nó không được cao, nó chỉ ở khoảng là 51% sRGB thôi. Về âm thanh thì loa của Latitude 5401 thì nó cũng không quá to, nó chỉ đủ cho chúng ta nghe trong một cái không gian gọi là vừa đủ của một căn nhà thôi. Cùng với đó, khi xét về hiệu năng thì chúng ta sẽ có một con chip Core i5 hoặc Core i7 thế hệ thứ 9 với 6 lõi 12 luồng, đáp ứng tốt cho anh em làm lập trình đồ họa nhẹ hoặc là chỉnh sửa Photoshop cũng rất là thoải mái. Vậy thì tổng kết lại, chúng ta có những gì ở trên chiếc Dell Latitude 5401? Thứ nhất là chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp này, thiết kế đẹp này, dễ dàng mang đi mang lại, cùng với đó là hiệu năng cao, cấu hình thì cũng rất là ok với chip H thế hệ thứ 9, RAM 8 ổ SSD256, hoặc là chúng ta có thể nâng cấp lên 32 cũng như là lắp thêm ổ cứng lên 2TB cũng rất là ok. Còn về bảo mật thì tùy từng option, chúng ta có thể là bảo mật bằng vân tay được tích hợp trên nút nguồn hoặc là bảo mật bằng Face ID. Bản lề thì chúng ta có thể gập mở 180 độ giúp cho làm việc nhóm cũng rất là thoải mái. Và cuối cùng, chốt lại là chúng ta có một chiếc laptop nhỏ, gọn, dễ dàng mang đi mang lại và hiệu năng cao, cấu hình khủng. Vậy còn các bạn thấy sao về chiếc laptop này? Hãy để lại comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe kênh của Laptop TC để xem những video hay hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.